Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao mức độ cảnh báo, không được chủ quan lơ là, tiếp tục huy động toàn hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia công tác phòng chống dịch, duy trì hoạt động của toàn hệ thống phòng chống dịch để thực hiện quyết liệt, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế các địa phương khẩn trương tăng cường quản lý chặt tại các khu công nghiệp chủ động truy vết triệt đề không bỏ sót các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh các trường hợp đi về từ khu vực có dịch tổ chức bàn giao tiếp nhận và giám sát y tế sau khi cách ly tập trung tăng cường quản lý chuyên gia người nhập cảnh đồng thời thực hiện xét nghiệm sàng lọc chủ động với các đối tượng có nguy cơ tại các cơ sở khám chữa bệnh các nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp khu vực chợ siêu thị các địa điểm du lịch các bến xe nhà ga cảng hàng không các cơ sở dịch vụ giải trí và các sự kiện văn hóa thể thao tập trung đông người và các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở viêm đường hô hấp tiếp tục kiểm soát nghiêm khu vực biên giới quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh lưu trú của người nhập cảnh vào việt nam trên địa bàn thường xuyên kiểm tra giả soát việc lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng triển khai hoạt động thông tin truyền thông đảm bảo nguyên tắc phản ánh kịp thời trung thực đầy đủ khách quan sát tình hình thực tế phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc không đưa các thông tin tiêu cực gây hoang mang dư luận hoặc tạo tâm lý chủ quan lơ là. Khuyến khích thực hiện 5K và vaccine, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tập trung đông người.